Quá ư là đẹp luôn. Quá chừng là đẹp luôn. Biển sóng rì rào. Đây là đường quốc phòng, đường ven biển Ninh Thuận. Quá trời đẹp luôn. Hy vọng đừng có ai bứng nó đi. Đẹp ghê, đẹp gớm luôn. Ồ ồ. Dưới kia người ta đục đá làm khu du lịch. Trời ơi, hoa đẹp gì đâu luôn. Sứ bằng lăng. Cây chữ vàng là cây luôn. Bên này con kỳ cũng đang nở nè, mà đều chưa có chưa nở rộ. Cái hốc này cũng nhiều nè. Cô mèn ơi, đẹp quá. Đây là cái đảo. Thôi đi về, đi ra đằng kia chứ không phải đi về. Ra đằng kia giới thiệu mấy cái hình ảnh cho mọi người xem. Bữa nay ngày 1 tháng 7 dẫn mọi người đi coi hoa bằng lăng đất Phật nha. Đây là anh bộ đội vô trong núi nè. Đây để chỉ sâu cho mọi người ha. Đây là con ngựa nè, ông Trư Bát Giới nè, Tam Tạng nè, con ngựa không dưới đây nè. Bên này chủ yếu mình coi hoa bằng lăng là chính nè. Tháng 6, tháng 7 là hoa bằng lăng đây nó nở, nó rộ rồi. Cho nên ai muốn tham quan thì tới sớm nha. Đừng có tới trễ quá nha, đáng chịu nha. Tôi có một clip đi quay trực tiếp ở dưới đây rồi. Năm này thì đứng lên bờ quay thôi, đứng lên này quay thôi.
nó có loại tím pha trắng, rồi tím nhạt, rồi tím rịm đó. Mày đứng quay xa xa thôi. Bên kia người ta đang làm khu du lịch. Đang xuống tới biển luôn nè. Quay từ biển quay lên. Cây này rất đẹp, cây này rất đẹp luôn. Nó khắp núi luôn. Chúng ta chỉ có thể thấy gần gần thôi, chứ phía xa xa này cũng có nhiều. Giờ qua nhìn về thiên hậu. Mọi người đi tới đây không mát ngắm cảnh, không điện thoại ra đó, đúng rồi. Mẹ Thiên Hậu là bà vợ của ông trời đó. Đây mẹ Thiên Hậu đây. Trên đây là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đây là hoa bồng bồng. Bà mẹ Việt Nam anh hùng á. Đây bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đây nó mắt. Già quá rồi. Ở đây có hai ông già. Hai ông già ít khi hiện lên đó. Thôi mình qua đây mình coi người ba mắt bên đây. Đây có tượng Nhân Sư chính giữa nè. Một bằng lăng cái chỗ nào cũng thấy. Mình đi cho mọi người coi cái ông này ba mắt. Mà đầu trọc. Bên kia cũng hoa bằng lăng quá chừng nè. Đó, hoa bằng lăng. Đây là ông ba mắt nha. Đây mình coi ông ba mắt nè. Đây nè. À, đây là cái miệng nè, khe nước ở dưới là cái miệng nè. Đó, chính giữa màn hình là cái miệng này nha. Đây một con mắt, đây một con mắt và chính giữa màn hình con mắt nè. Thấy thấy không? Thấy rõ không? Đúng rồi, còn ở đây mặt của một ông nào đó nữa này. Mà mỏ dài dài giống như mỏ heo, mỏ chó vậy đó, không biết. Đây nè. Đó, chính giữa.
trời làm chứ không có ngẫu nhiên gì đâu. Mặt trời chiếu vô điện nó sáng chứ. Nè. Mặt trời chiếu vô điện nó sáng chứ, ai mà mở giờ này. Hay ha. Mặt trời trên này nè. Chiếu xuống sáng choa. Vui vui ghê. Mọi người thấy cái tảng đá này nè. Cái tảng đá mà nó có cái khúc, có cái cây nó mọc ở trên á, thì giống như là cái mặt ông Trạng Trình ông già quá, ông nhắm mắt lại ha, có cái mũi á, có chùm râu nữa nè. Chùm râu mùa này thì không thấy cây nó chia lại hết rồi. Có cái bạn lăn nhỏ rất dễ thương đó, rất dễ thương. Coi khuôn mặt này nhìn lên trời nè nha. Nè, cái khuôn mặt này chính giữa màn hình á, mình nhìn sơ bộ này, đây tam giác dưới là cái miệng á, đen đen á, đây là hai mắt nè, đây là tóc nè ha. Rồi qua đây có anh bộ đội leo núi, đi vô núi đây, chú bộ đội vô núi và mình đi qua hướng này luôn. Đây nha, chú bộ đội vô trong núi nè. Đó mình thấy nè, cái hình chữ nhật vuông vuông á là cái đầu ổng á nha. Ông mang cái ba lô, cái chân nè, thấy không? Cái tay bên này nè, xanh xanh á, mặc áo xanh xanh á, cái đầu vuông vuông thấy không? Nhưng mà ổng đi làm sao bị rớt cái nón ngoài sau mà ổng chịu quay lại ổng lấy cái mũ ổng này chính giữa này thấy không? Đó cái mũ ổng này, đó mũ đó. Còn bên này là ông, bên này là con ngựa nè. Này bà thấy con ngựa không? Con ngựa nè, đây là ông Triệu Bát Giới nè. Triệu Bát Giới nè. Rõ quá ha. Rồi đây là ông Tam Tạng, cái đầu ổng này ha. Hôm nay cưỡi người đi vô đó. Mình không thấy con ngựa mà thấy cái đầu lấy mình ổng. À. Ok. Còn ông Tô Ngộ Không, ổng ở dưới này lưng mà nhìn không rõ đâu. Nè, khuôn mặt ổng nè. Đúng rồi, ổng có một con mắt về sau nè. Cái phía sau lưng cái đầu đó cũng là một cái con mắt nữa đó. Cũng là ổng nữa đó. Nè, này giống khỉ hơn, ở hình trước thì ổng giống khỉ. Nhưng mà nếu mình đi gần lại mình thấy sẽ thấy mắt rõ lắm. Còn ở chỗ đây giống như có ai đang ngồi thấy không? Đội giống như đội cái nón á, đang làm cái gì đây nè. Ờ hay quá ha. Đúng rồi. Cái trời làm. Đó rồi hết hình đó, đi ngắm á. À, chút xíu lên tới kia con voi. Giờ mình nhìn lại ở bằng lăng. Cái chồng đá này giống như có người xếp, không biết ai xếp mà hàng hàng nè. Mà đẹp ác luôn. Cây này là số 1. To đẹp.
Quá ư là đẹp luôn. Quá chừng là đẹp luôn. Biển sóng rì rào. Giờ qua này có con voi. Qua mình coi con voi rồi mình đi về. Qua bên này nè. Con voi. Con voi có cái vòi. Mình thấy không? Mình thấy mình, nhưng mà mình nhìn ở ngoài điện thoại luôn thì mình sẽ thấy nó đẹp hơn, rõ hơn, còn nhìn trong điện thoại thì không có bằng. Bên này có đầu ong chim thì không biết nữa. Chà bá chà bự màu xanh không đẹp gì lắm. Đây giống như là đây khuôn mặt của bà già nè. Đó, khuôn bà già sống mũi nè ha. Đó. Đó đây là cái cổ nè, cái miệng nè. Mắt trên này nè. Giống như là bà mặc áo mưa vậy đó, áo mưa thiệt là bự, áo choàng đó. Áo tròn nó giống như áo tròn bự nè. Đây là đầu của bạn. Mày báo buồn sao à?